đi nhanh vào đây cho tôi. Dạ. Cô Thư, chuyện giảm giá mẫu F2 nam tới 70% là chuyện có đâu ra? Tôi muốn nghe một lời giải thích từ cô. Cái gì? Dạ, tất cả số liệu đều từ sổ tay của anh Nhi. Cô cắm đầu xuống đọc đi, đừng lúc nào cũng dân giáo cái mặt lên như vậy. Ê, nè, đừng có nhìn tôi rồi đổi thừa thôi nha. Nè, giấy trắng mực đen đàng hoàng nha. Nói nghe nè, không làm được thì nghỉ mẹ nó đi. Mắc mớ gì mà đu đeo chi cho nó mệt. Nếu tôi nghĩ làm, chắc anh hài lòng lắm chứ gì. Rõ ràng. Nhưng mà xin lỗi nha. Hả? Tôi sẽ không bao giờ làm cho chị hài lòng đâu. Đó, sẽ thấy không, lệch như bánh tráng á. Lúc á, thì nó gọi tôi á, là anh. À, lúc nó gọi tôi á, là chị. Nè, có chuyện nhỏ mà làm không được, xuống dưới làm lao công đi. Tôi sẽ làm, nếu như đó là phân công của công ty. Bắt đầu từ ngày mai, cô có thể đến hoặc có thể không đến công ty cũng được. Chờ đúng một tháng nữa, tôi và các sếp sẽ đánh giá năng lực của cô rồi gửi cho chủ tịch. Còn nếu như cô mong muốn xuống phòng tạp vụ thì cô cứ xuống dưới đó gặp chị Soi đi, tôi không có ý kiến gì hết. Đúng là ghê gớm lắm. Rất là mưu mô, tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích. Nhi, thôi. Anh đang nói ai vậy? Chắc tôi nói sai à. Cái kiểu này thế nào cũng đi về. Rồi tâu với anh Minh là bọn này hãm hại cô. Gớm. Nè, cô phải nên nhớ nhá, từ đầu đến cuối cô tự đày đọa cô xuống làm lao công, chứ ai mà hãm hại được cô. Là tôi sai sót hay là có người cố tình vậy? Cô nói cái gì? Ý cô là sao? Vì anh á, cứ ép tôi trở nên ngu ngốc, chứ tôi không muốn nói ra sự thật này. Nhưng hôm đó vì tôi sợ đánh máy không kịp, cho nên tôi đã chụp lại. Là 70% chứ không phải 10%. Là anh đã tráo cuốn sổ đó đúng không? Tôi im lặng là vì tôi nghĩ tôi có thể bỏ qua vì sự nông nổi thiếu suy nghĩ của anh. Còn tôi lựa chọn xuống phòng tập vụ là vì tôi muốn cho anh thấy công việc nào cũng là công việc chân chính hết. Còn cố gắng đạt được vị trí cao nhất mà đi hãm hại người khác, liệu trong lòng anh có vui vẻ và thoải mái không?